choáng với phản ứng của người nhà Hương Giang khi thấy cô sau cuộc phẫu thuật chuyển giới. Bố mẹ nữ ca sĩ đã nói gì khi thấy đứa con trai bỗng nhiên trở về nhà trong hình hài của con gái? Sau khi phẫu thuật, nhan sắc xinh đẹp cộng với tài năng sẵn có đã giúp cô nàng được nhiều người biết đến và thành công hơn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, mỗi khi nhớ lại quãng thời gian đau đớn, một mình sang Thái Lan thực hiện cuộc phẫu thuật để sống thật với giới tính của mình, Hương Giang vẫn không thể nào quên. Điều khiến khán giả tò mò là phản ứng của bố mẹ nữ ca sĩ ra sao khi thấy con trai mình trở về với giới tính khác. Trong một bài phỏng vấn, Hương Giang từng chia sẻ, "Trở về từ Thái Lan, tôi không khác quá nhiều, thậm chí bố không hề biết tôi đã phẫu thuật rồi, vì trước đó tôi đã ăn mặc và trang điểm như con gái. Chỉ có mẹ biết, mẹ là người đã chăm sóc cho tôi, bà khóc rất nhiều vì thương tôi phải trải qua những giây phút đau đớn mà không có gia đình bên cạnh." Hương Giang khi còn là nam giới đã để tóc dài và luôn thích diện trang phục điệu đà nữ tính. Bởi vậy, khi con trai đã thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính thành công, chỉ có mẹ nhận ra sự thay đổi của Hương Giang, còn bố thì vẫn không hề hay biết. Người đẹp cũng cho biết thêm, đến khi tôi tham gia cuộc thi Việt Nam Idol, bố mới biết con mình đã chuyển giới. Phải rất lâu sau, bố tôi mới chấp nhận được thực tế là cậu con trai của mình, nay đã là một đứa con gái. Rồi dần dần bố cũng ủng hộ và coi tôi như một đứa con gái mà bố rất mực thương yêu. Theo lời Hương Giang, dường như bố của cô đã trải qua quá trình chấp nhận rất dài và khó khăn. Tuy nhiên sau tất cả, gia đình càng thương yêu và luôn ủng hộ, tôn trọng mọi quyết định của cô. Hiện tại Hương Giang đã trở lại toàn vẹn là một người con gái đúng nghĩa, xinh đẹp sexy khiến cho bao chị em phải suýt xoa ngưỡng mộ. Vượt qua nỗi đau Mạc Hồng Quân, Ly Khiêu đã tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Vượt lên mọi sóng gió, Ly Khiêu đang có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cậu con trai bụ bẫm khoai tây. Ly Khiêu tên thật là Nguyễn Khánh Ly, sinh năm 1990. Cô nàng được khán giả biết đến khi tham gia vai Diệu Đanh Đá trong bộ phim Nhật ký Vàng Anh. Ly Khiêu còn tham gia nhiều hoạt động giải trí khác, nhưng chỉ được một thời gian rồi biến mất. Chuyện tình Khánh Ly Mạc Hồng Quân từ khiến dư luận ồn ào. Cặp đôi này từng gây ầm ĩ khi Mạc Hồng Quân quyết dứt áo ra đi giữa lúc Khánh Ly đang mang bầu 3 tháng. Mọi sóng gió giờ đã khép lại, cả hai đã có cuộc sống riêng. Mạc Hồng Quân đang hạnh phúc với người mẫu Kỳ Hân và cậu con trai nhỏ mới sinh, còn Khánh Ly cũng có một cuộc sống đầy mạnh mẽ của bà mẹ đơn thân. Thời gian mang bầu, Khánh Ly đã gặp rất nhiều stress, thậm chí cô phải vào viện vì sức khỏe và tinh thần không ổn định. Tuy nhiên, nguồn sức mạnh lớn nhất với Khánh Ly lúc ấy chính là cậu con trai nhỏ, động lực khiến Khánh Ly vượt qua mọi khó khăn. Cô sinh bé khoai tây vào tháng 3 2016 trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Lúc này, Mạc Hồng Quân đã công khai tình cảm với người mẫu Kỳ Hân và làm đám cưới vào tháng 6 vừa qua. Không quan tâm đến những ồn ào xung quanh, bà mẹ trẻ tập trung vào việc kinh doanh quần áo sống bình yên và hạnh phúc bên con trai nhỏ. Khánh Ly cũng thường xuyên đi chùa lễ Phật hay làm các hoạt động từ thiện. Hành động của cô được nhiều người khâm phục và ngưỡng mộ. Bà mẹ đơn thân cũng thường xuyên dành cho mình những khoảnh khắc giải lao, thư giãn như đi mua sắm, du lịch nghỉ dưỡng. Khi vượt qua thị phi, Khánh Ly đã làm chủ được bản thân và tự tin nuôi con một mình. Sau khó khăn, sự vất vả của một bà mẹ đơn thân chắc chắn không ai có thể hiểu hết. Không quan tâm đến chuyện Mạc Hồng Quân vui vẻ bên người mới, hiện Khánh Ly bình yên bên con trai nhỏ, cô đang là bà chủ của một cửa hàng thời trang. Trên trang cá nhân Hot Girl Đình Đám một thời, liên tục đăng tải những hình ảnh vui vẻ trong cuộc sống hàng ngày của mình, đồng thời khoe khéo cậu con trai bụ bẫm có đường nét giống hệt như bố. Ở tuổi 50, Đàm Vĩnh Hưng chính thức thừa nhận thèm có bồ gây sốt. Thèm có bồ giống người ta quá là dòng chia sẻ mới đây của Đàm Vĩnh Hưng gây bất ngờ với người hâm mộ và khiến cộng đồng mạng rần rần bàn tán. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ loạt hình ảnh bộc lộ anh đang cô đơn, mang đầy tâm trạng. Đi kèm với những bức hình này là dòng chú thích gây bất ngờ đối với người hâm mộ yêu mến dòng ca biển tình. Tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người cũng yêu tôi. Cho tôi được thấy đời vui khi cơn mưa mùa đông đang tới. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng đi xa tôi. Đàm Vĩnh Hưng dẫn lời một ca khúc. Lời kết cho dòng cảm xúc, Mr. Đàm chia sẻ rằng thèm có bồ giống người ta quá, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn cư dân mạng. Nhiều người hâm mộ cho rằng ở tuổi U50 đã đến lúc nam ca sĩ muốn có một gia đình nhỏ sau loạt ồn ào tố mẹ ruột gây nợ.
Trước lời chia sẻ này, Mr. Đàm từng chia sẻ với báo chí rằng anh cũng từng có những ước mơ giống như bao người, mơ về một gia đình nhỏ yên ấm, đầy đủ có những tiếng cười của cả cha mẹ và con cái. Hân cũng yêu nhiều lần, cũng từng hạnh phúc, cũng nêm nếm mùi tan vỡ. Mỗi người đều có cá tính riêng, có người thì dễ dàng quên đi những vết thương để yêu ngay một người mới. Có người thì cả đời chỉ yêu một người mặc dù cuộc sống và vòng xoáy của cuộc đời đưa đẩy họ gặp gỡ và có tình cảm với nhiều người. Thậm chí là lên giường với nhiều người, nhưng trong tim chỉ có một người, hình như Hân thuộc tiếp người thứ hai, Đàm Vĩnh Hân nói. Giọng ca biển tình cũng đề cập đến câu nói giúp anh trốn tránh, mỗi khi có người hỏi đến chuyện lập gia đình, đó là Mr. Đàm chỉ đồng ý bước vào nhà thờ làm hôn lễ, với một điều kiện duy nhất cô dâu phải là Mỹ Tâm. Sau lời chia sẻ thèm được yêu, nhiều người hâm mộ hy vọng Đàm Vĩnh Hân sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp với mình khi đã ở tuổi U50. Lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà công khai tin nhắn riêng tư với bạn trai. Hà Hồ tung tin nhắn của bạn trai vừa gửi cho mình khiến fan không khỏi ngỡ ngàng. Từ sau khi chia tay Cường Đô La và vướng vài lùm xùm về tình cảm, Hà Hồ càng ngày càng kín tiếng trong đời sống riêng tư. Cô nàng rất hiếm khi chia sẻ về một nửa còn lại hiện tại của mình trên báo chí, thậm chí là cũng không hề có động thái gì trên trang cá nhân. Chỉ thỉnh thoảng lắm nữ hoàng giải trí mới đăng vài status thả thính đầy ẩn ý, nhưng cũng không nhắm vào ai. Tuy nhiên mới đây, Hà Hồ vừa tự đăng tải trên trang Instagram cá nhân về mẫu tin nhắn riêng tư giữa cô và bạn trai, khiến fan không khỏi bất ngờ. Nội dung tin nhắn chẳng hề dài dòng, thế nhưng nhìn qua cũng đủ khiến mọi cô gái đồn rần rần, và dân FA thì không khỏi ganh tị. Em yêu xinh đẹp nhất trên đời, nhớ em nhiều lắm. Hay câu độc thoại của bạn trai Hà Hồ, phần nào chứng minh được tình cảm nồng nàn ngọt ngào mà cả hai người dành cho nhau. Và nữ hoàng giải trí thì chắc hẳn là không khỏi rung rinh xúc động khi đọc tin nhắn nên mới hớn hở khoe fan một cách công khai như thế này. Tuy ít khi chia sẻ chuyện tình cảm, nhưng rõ ràng Hà Hồ và bạn trai vẫn đang vô cùng hạnh phúc. Cách đây khá lâu, rộn tin đồn nữ ca sĩ được người yêu cầu hôn lãng mạn trên biển, nhưng người trong cuộc đã thẳng thắn phủ nhận nghi án trên. Sinh con xong đều đẹp hơn, nhưng nhìn vóc dáng của Việt Huê và Ngọc Lan thì ai cũng phải giật mình. Hai bà mẹ bỉm sữa đều khiến chị em đi hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Lê Hoàng, Việt Huê từng gây bất ngờ cho khán giả khi đột ngột thông báo gia đình vừa đón thêm một thành viên mới. Bà xã của trưởng nhóm The Man còn gây choáng hơn khi xuất hiện với mặt mộc đẹp rạng rỡ sau khi vượt cạn không lâu. Nhan sắc mặn mà của bà mẹ hai con khiến ai cũng phải suýt xoa khen ngợi. Không những vậy, Việt Huê nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn, nuột nà như thời con gái. Cô nàng tự tin diện bikini, khoe ba vòng chuẩn đến nỗi ít ai tin được, người đẹp đã có hai thiên thần nhỏ. Không chỉ xinh đẹp, mà sau lần vượt cạn này bà xã Lê Hoàng đã lấy lại được thân hình mình hạt xương mai vốn có, thậm chí còn phong độ hơn lúc trước. Bà mẹ bỉm sữa nổi tiếng không kém Việt Huê, đó là nữ diễn viên Cổng Mặt Trời. Hạ Sinh, quý tử đầu lòng ở Mỹ, Ngọc Lan cũng khiến ai cũng bất ngờ vì nhan sắc ngày càng xinh đẹp dù không hề son phấn. Mặt mộc của người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Hiện tại cô nàng đã quay trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc của mình. Khuôn mặt Ngọc Lan có được nét sắc sảo mặn mà và làn da mịn màng nên chỉ cần trang điểm nhẹ là đã đẹp rồi. Tuy nhiên, nữ diễn viên dường như vẫn chưa thực sự lấy lại được vóc dáng ban đầu của mình. Bắp tay to và vòng hai ngứng mở. Bà xã Thanh Bình cũng thừa nhận khuyết điểm này, cô nàng cho biết mình lên tận 19kg khi sinh em bé. Tuy nhiên do vừa sinh em bé không lâu nên việc tăng cân là điều dễ hiểu. Chắc chắn rằng một thời gian nữa, Ngọc Lan sẽ nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn đáng mơ ước như ban đầu. Loạt biến cố bí ẩn chưa có lời giải khiến Bảo Thy trầm cảm suốt thời gian dài. Bảo Thy lần đầu chia sẻ về loạt biến cố trong khoảng thời gian cô biến mất, khiến không ít người sợ hãi vì có quá nhiều điều nghi vấn. Lần đầu tiên, sau khi trở lại hoạt động nghệ thuật, Bảo Thy có những chia sẻ chưa từng công bố, khiến nhiều người giật mình. Khoảng thời gian Bảo Thy mất tích khỏi showbiz, đã có rất nhiều câu hỏi và tin đồn xuất hiện. Tuy nhiên, cô gần như chỉ có chia sẻ ngắn gọn về việc gia đình bị cháy, còn những chuyện xui rủi khác tuyệt nhiên được giấu kín. Một khoảng thời gian dài công việc của Thy cứ gặp trục trặc mãi, mà đỉnh điểm là khi đi diễn tại thành phố Vinh, nhận diễn event, nhưng khi đến nơi mới biết đó là tiệc sinh nhật,
Khi Thi đang biểu diễn thì có một vị khách nam mời rượu Thi uống. Và khi Thi từ chối thì vị khách đó say quá tiến lên sân khấu và bảo Thi nhớ lại. Không chỉ vậy, bảo Thi còn cho biết sau khi rời khỏi tiệc sinh nhật, cô tham gia biểu diễn trong một quán bar thì tiếp tục bị vị khách này kéo thêm bạn bè đến quậy phá. Chưa hết, khi bảo Thi chạy show Hà Nội thì cô liên tục gặp trục trặc. Sau đó Thi bay về Đà Nẵng diễn 3 show và 3 show đó Thi không được trả tiền cachet. Lúc đó đang là mùa đá banh, nữ ca sĩ kể. Mọi chuyện tưởng dường như chỉ có trong phim mà kinh khủng hơn là việc Bảo Thi bất ngờ bị mất giọng khi đến phòng thu. Dù trước đó cô hoàn toàn ổn định sức khỏe, việc này có nhạc sĩ Dương Khắc Linh và ca sĩ Trang Pháp chứng kiến. Đến nơi, khi mà anh Linh và Trang Pháp cùng set up thì Thi bị khều khào rồi ho, nhưng về đến nhà thì lại ổn. Cũng trong thời gian này, Bảo Thi bị viêm ruột thừa, cô được bác sĩ khuyên hạn chế nhảy nhót. Cũng tình cờ trong một buổi họp dự án với công ty giải trí thì cô bị đau bụng, dẫn đến phải hủy bỏ concert. Rất nhiều anh chị trong giới có nói, nhìn sắc mặt của mình rất tối tăm, nhìn mình có vấn đề. Hầu như mỗi ngày giấc ngủ của Thi bắt đầu lúc 3 giờ sáng và tỉnh dậy lúc 9 giờ, 10 giờ sáng và giấc ngủ của Thi rất là khó. Đầu óc của mình hay bị mông lung, nửa ảo nửa thật, chập chờn không biết mình đang mơ hay đang thật. Có những buổi sáng tỉnh dậy, Thi mơ, Thi tưởng như là sự việc đó mới xảy ra ngày hôm qua. Lúc kể ra mọi người mới hiểu được Thi đã trải qua những giai đoạn mà hầu như trước đó chỉ xảy ra trong phim. Lúc đó Thi hiểu là chuyện gì đang xảy ra rồi. Bảo Thi tiết lộ về giai đoạn kinh hoàng trong cuộc đời cô khiến cô lựa chọn nghỉ hát sang Mỹ đi học. Cũng ít ai biết, sản phẩm comeback I'm Sorry Baby của Bảo Thi thực chất ban đầu đó là món quà tri ân cuối cùng cô muốn dành cho khán giả. Nhưng sau đó, nhìn được tình cảm của mọi người vẫn còn dành cho mình, Bảo Thi cho rằng mình đã hết xui, cô tiếp tục đầu tư MV, con tim anh nằm đâu, và như thực tế cho thấy cô đã rất nhanh thành công với hai sản phẩm này.